Ông Đỗ Minh Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Giá Rai, vừa chủ trì cuộc họp trực tuyến với các xã phường tiếp tục triển khai công tác khống chế dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn. Theo báo cáo, tại cuộc họp, kể từ khi xuất hiện ca dương tính đầu tiên là công nhân đang làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản Tấn Khởi thuộc khóm 2 phường 1, thông qua công tác truy vết, cách ly y tế, khoanh vùng, các ngành chức năng thị xã và các xã phường đã khẩn trương test nhanh, lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc COVID-19 trong cộng đồng. Đến nay, trên địa bàn thị xã có tổng số 882 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó liên quan đến yếu tố dịch tễ tại công ty Tấn Khởi là 455 trường hợp F0, có 54 trường hợp F0 thuộc 6 công ty xí nghiệp khác, còn lại 373 trường hợp F0 được phát hiện thông qua test nhanh và lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc COVID-19 trong cộng đồng. Theo đánh giá tại cuộc họp, mặc dù đợt dịch này tuy rất nguy hiểm, khó lường, tốc độ lây lan nhanh, nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng rất cao, nhưng với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, nên tình hình dịch bệnh trên địa bàn thị xã đến nay đã nằm trong tầm kiểm soát và đang từng bước được khống chế dần. Phát biểu kết luận tại cuộc họp, ông Đỗ Minh Thắng đề nghị Trung tâm Y tế thị xã phải có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn của Sở Y tế tỉnh và các chuyên gia, đội ngũ y bác sĩ có kinh nghiệm của các bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương đến hỗ trợ cho thị xã để tập trung quyết liệt cho công tác điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 nhằm giảm thiểu tối đa số ca tử vong trên địa bàn. Trong thời gian thu dung cơ sở để điều trị cho bệnh nhân bị mắc COVID-19, Trung tâm Y tế thị xã sẽ không tiếp nhận bệnh mà phải chỉ đạo trạm y tế các xã phường thường xuyên túc trực tiếp nhận khám điều trị bệnh thông thường cho nhân dân, tập trung công tác tuyên truyền kể cả chiều rộng và chiều sâu để vận động người dân từ 18 tuổi trở lên đều phải đăng ký tiêm vaccine COVID-19 mũi 1 trong toàn dân để tiến tới miễn dịch cộng đồng trên toàn địa bàn.